đây thật sự là đan dược trị thương bát tinh sao? Không sai, nếu không tin ngươi có thể thử. Vậy ta không khách sáo. Đây. Dược lực thật cuồng bạo, mình vậy mà cảm nhận được một thứ gì đó nóng rực tràn ngập cơ thể, khiến người khác vô cùng dễ chịu. Ngươi không sao chứ? Sao mặt đỏ thế? Không, không sao. Không có chuyện gì không tới điện Tam Bảo, nói đi, có chuyện gì? Ta muốn ngươi đi cùng ta một chuyến, đi cứu một người. Chỉ cần là chuyện trong giới này, ta có thể giúp, có điều, ngươi phải cho ta 30 lọ thuốc như này làm thù lao. 30 lọ, như này có hơi nhiều, à. Cho ta 30 lọ không những giúp ngươi cứu người, còn có thể để ngươi cưỡi. Đan dược vừa rồi có hiệu quả quá tốt, mình mê. Để ta cưỡi, loại chuyện này thật sự được sao? Trong tưởng tượng. Khốn kiếp, ngươi đang nghĩ cái gì đấy? Cưỡi mà ta nói không phải kiểu cưỡi đó. Á, xin lỗi, ta hiểu sai rồi. Liệt Dương Tông. Đường tỷ, các người hiếm khi tới Liệt Dương Tông một chuyến, phải hơn 2 năm rồi nhỉ. Tông chủ của bọn ta rất nhanh sẽ xuất quan, nếu sau khi hắn xuất quan biết ta không giữ lại các người, chắc chắn sẽ trách ta. Kế trưởng lão nặng lời rồi, bọn ta vội về gia tộc nhận lệnh, thật sự không tiện ở lại thêm, hãy cho đi nhờ. Đường tỷ tới sớm chút, truyền tống trận trong tông ta chắc chắn mở thoải mái cho ngươi. Hiện nay chỉ sợ không quá tiện, truyền tống trận đã hỏng, phải đợi sau khi sửa lại mới có thể sử dụng. Cái này, vị tiểu thư này sao không nói chuyện? Lẽ nào chúng ta chiêu đãi không chu toàn sao? Con của Đường Bác Tùng, Đường Gia Kình. Đây là tỷ của ta, làm sai chuyện đang phải đưa tỷ ấy về gia tộc tiến hành xử lý. Làm sai chuyện chắc chắn phải chịu trừng phạt, có điều, ta thấy nàng ta khá đáng thương, không bằng để nàng ta lại, ta thay các người quản giáo. Chú ý này của Sở Sư Huynh không tệ, dù sao bọn ta một chốc một lát cũng không đi được, không bằng để Sở Sư Huynh dạy dỗ tỷ ấy 2 ngày, ta nghĩ chắc không thành vấn đề. Đáng hận, các người dám sỉ nhục trẫm. He he, nhìn trông khá dữ dằn đấy, ta thích dạy dỗ kiểu hung dữ. Ngươi dám? Giỏi lắm con dĩ thối tha, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Bây giờ ta tới dạy dỗ ngươi. Tặc tử dừng tay, kẻ nào động vào nữ nhân của ta chết, hửm. Tuyết Nhiên, ta tới rồi. Kẻ nào bay trên bầu trời của Liệt Dương Tông, muốn chết. Đó là một con gà trắng sao, vậy mà biết bay, xem ra là một con yêu thú không tệ, đáng tiếc dám xông vào Liệt Dương Tông ta thì vẫn phải chết. Thiếu niên cưỡi bên trên con gà đó là ai, dám hống hách như thế, tự tìm đường chết. Dám xông vào Liệt Dương Tông, các ngươi bản lĩnh lớn đấy, cút xuống cho ta. Những tên ngu xuẩn không có mắt nhìn này, dám mắng tỉ tỉ ngươi là gà. Hừ, bọn họ quả thật không có mắt nhìn, nhưng bọn họ quá yếu, không xứng để ta ra tay. Ngươi thay ta giết bọn họ, nếu không về sau ta không đủ sức đi ngăn cản người khác. Được, chỉ cần ngươi vui, ta thay ngươi giết hết. Chiến kỹ tứ tinh thiên hổ quyền, ừ. Á, Tuyết Nhiên, ta tới đón muội về, Lăng Tiêu. Sở sư huynh, có người muốn cướp tỉ tỉ của ta đi, nếu ngươi muốn tiếp tục dạy dỗ, trước tiên giết người đó đi. Được, vậy ta giết hắn trước, rồi dạy dỗ tỉ tỉ của ngươi. Đường tỉ, chuyện của người trẻ thì giao cho người trẻ giải quyết là được, chúng ta tiếp tục uống trà. Võ kỹ tứ tinh tất điện trảo. Tiếp xúc võ kỹ tứ tinh tất điện trảo, lĩnh ngộ tất điện trảo. Gây rối ở Liệt Dương Tông của chúng ta, ngươi thật sự ăn gan hùm mật gấu rồi, quỳ xuống chịu chết đi. Võ kỹ cấp thấp như vậy cũng không biết ngại mà lấy ra cho mất mặt. Không chịu nổi một kích. A. À. Sao có thể, Sở sư huynh vậy mà thua như vậy sao? Tiểu xúc sinh thủ đoạn thật tàn độc, nơi này là Liệt Dương Tông của ta, ngươi không để bọn ta vào mắt rồi đấy, người đâu, đánh chết hắn cho ta, kéo đi cho chó ăn. Kế trưởng lão, kẻ này giao cho ta đi, ta bảo đảm vặn đầu hắn xuống làm bóng để đá. Là vô lệnh sư huynh ấy về từ bao giờ? Có huynh ấy ra tay, người này chết là cái chắc. Không sai, vô lệnh sư huynh là một trong ứng cử viên cho vị trí thiếu tông chủ, huynh ấy ra tay không có ai có thể đỡ được. Ngươi và bọn họ khác nhau.
ha ha, mau nhìn, tiểu tử đó bị Vô Lệnh sư huynh chế phục bằng một chiêu rồi. Có tư cách trở thành vật săn của ta. Kiếm pháp của ngươi không tệ, chỉ đáng tiếc tốc độ quá chậm. Đáng hận, hắn tránh ra từ khi nào, mình vậy mà không nhìn rõ. Võ kỹ ngũ tinh vũ xung, đi, ta không tin không giết được ngươi. Đệ tử của Liệt Dương Tông chỉ có trình độ như này à, trước đây đánh giá các ngươi hơi cao rồi. Không tốt, tốc độ của tên này quá nhanh, không tránh được. Xin lỗi, kế trưởng lão, ta khiến ngài thất vọng rồi. Xem bản trưởng lão đích thân dạy dỗ hắn đấy. Sao lại như vậy, ngay cả Vô Lệnh sư huynh cũng thua trận, tiểu tử đó cũng quá mạnh rồi. Tiểu tử, ngươi gây rối đủ chưa? Đủ ư, ta chỉ muốn đưa nữ nhân của ta đi, ai cản ta giết kẻ đó. Ngông cuồng, thật sự không biết ai cho ngươi can đảm đó, bây giờ ta giết tiểu xúc sinh nhà ngươi. Kế trưởng lão, chuyện này vì gia tộc bọn ta mà ra, để bọn ta giải quyết đi, nhất định sẽ cho các người một lời giải thích hài lòng. Được, ta cũng muốn xem thực lực đệ tử của Đường gia. Đường Phán Lệ, ngươi đi xử lý hắn. Vâng, cô nãi nãi. Ngươi vừa rồi nghe thấy rồi chứ, đầu của ngươi do ta lấy. Võ kỹ tứ tinh, Lăng Tiêu ca ca cẩn thận, nàng ta biết sử dụng độc công. Yên tâm đi Tuyết Nhiên, ta rất nhanh có thể đưa muội về. Độc sát trưởng. Cuồng vọng. Ám độc nguyên của Phán Lệ thật khủng bố, võ giả bình thường dính vào là chết chắc, hú hú. Giết hắn, loại ám độc bẩm sinh này cực kỳ khó giải, tị độc đan bình thường cũng không có tác dụng, Phán Lệ thắng chắc rồi. Độc khí rất lợi hại sao? Ta không có tí cảm giác nào, á? Ngươi vậy mà bài trừ được độc khí của ta. Lại thua rồi ư, tiểu tử này thật sự yêu nghiệt. Tuyết Nhiên, bây giờ ta đưa muội về. Tiểu tử đi đâu? Dám xông vào Liệt Dương Tông ta, hôm nay ngươi đừng hòng sống rời đi. Băng tỷ, giúp ta đập dụng răng của bọn họ, được. Loại chuyện này ta giỏi nhất rồi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch chuyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.